thôi. Đây các bạn thấy ba chiếc xe cầu lông tập trung ở đây rất là đông. Ở bên đây là bác tài xế Sinh, bên đây là bác tài xế Sâm, và đây là bác tài xế Sang. Lắng đi các bạn, hết mùa mùa thu rồi mà lắng chứ không. Chiếc xe cùng tiến vào lễ đài luôn các bạn nhé. Quá tuyệt vời. Các bạn tài xế cùng tiến vào một lúc luôn. Biết tí nữa tránh nhau được gì đây. Đấy, lại siêu xe đấy. Đấy, ba xe tránh nhau được gì.
3 siêu xe công lông cùng tiến vào trong công trình. Trong này là làm mưa các bạn nhé. Chiếc xe này có vẻ được dài nhất. Tí tránh thế nào anh? Rất là lắng các bạn nhé. Có bác tài xế đã đổ xong rồi. Đánh nhau đoạn này hơi khó các bạn nhé.
quá nguy hiểm.